下下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 下Ây da à. Được rồi hoàng thượng ơi, dưới này đã an toàn rồi ạ. Ây, ây da. Ây đây đúng là nơi mà chúng ta đang cần đây. Nhưng kho báu ở đâu nhờ? Các ngươi chia ra đi tìm. Đó. Ta đã tìm kiếm kho báu nơi đây bao nhiêu lâu rồi. Chắc chắn đây là nơi cất giữ kho báu. Mau đi tìm đi, ta nghĩ là mình sắp thành công rồi. Bệ hạ, bệ hạ, ngài mau về đây. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Các ngươi đã tìm thấy những gì? Ngài hãy nhìn đây. Ôi, ta đã tìm được rồi. Kho báu, kho báu của núi rồng. Chúng ta đã tìm được rồi. Được rồi, mau đem hết kho báu ở đây. Đem về, nhanh lên. Đúng rồi. Nhiều quá, nhiều vàng quá. Ôi, trời ơi, lấy hết đi, lấy hết chỗ này về. Rồi, vương quốc chúng ta sẽ trở thành vương quốc giàu nhất. bệ hạ, hình như có cái gì ở trên này nè. Cái gì? Để ta xem. Hỡi, hả? Cái gì vậy? Trứng à? Bệ hạ, thần nghĩ đây là trứng của rồng đó. Trứng rồng sao? Mặc kệ đó đi, cứ lấy hết vàng ở đây rồi bỏ đi. Chứ những cái trứng này không có giá trị gì đâu. Thôi được rồi, làm tiếp đi. Cái gì vậy? Hả? Ôi, không được rồi bệ hạ ơi, hình như là mấy cái trứng này nó sắp nở đó. Cái trứng sắp nở rồi sao? Không lẽ là... Ôi, trứng nở rồi. Cái gì vậy? Bọn này sẽ làm chúng ta trễ nải công việc đó. Mau lấy hết tất cả vàng và giết toàn bộ bọn rồng con này đi. Để tụi nó khóc to, con rồng mẹ nó lại quay về đó. Ôi, nhanh lên nhanh lên. Hả? Giết tụi rồng con này sao? Hay là mình cứ lấy vàng rồi hả? Mình về thôi đi hả? Ta đã nói là giết hết đi. Con rồng mẹ mà nghe thấy tiếng bọn nó khóc, con rồng mẹ sẽ quay trở về đó. Nhanh lên. Tuân lệnh. Dạ tuân lệnh. Thứ lỗi cho ta. Nào anh em, giết tụi nó đi. Hey cha! Chúng chết rồi. Thưa nhà vua, chúng đã chết. Tuyệt lắm. Vậy thì bây giờ mau lấy hết tất cả vàng bạc châu báu ở đây rồi đi thôi. Nhanh lên. Hả? Cái gì vậy? Ôi, cái tiếng gầm rú đó, không lẽ đó là... Rồng, con rồng mẹ nó về rồi. Các con của ta, các người đã làm gì các con của ta? Các người đã giết con ta sao? Các người sẽ phải trả giá cho điều này. Chạy ngay đi. Chạy đi đâu? Đến mạng của con ta. Trời ơi, chết hết rồi. Rồng, tha mạng cho ta. Tha mạng cho ngươi à? Tha mạng cho ngươi. Vậy ai sẽ tha mạng cho các con của ta đây? Ai sẽ đền mạng cho chúng? Hả? Ba đứa con gái của ta, ai sẽ lấy lại mạng sống cho chúng? Hả? Đức vua hèn nhát kia. Tôi xin rồng thần. Đã quá trễ rồi, giờ chết đi. Tôi xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi sẽ làm mọi cách, mọi mong muốn của ngài. Tôi sẽ làm mọi cách để đền bù cho ba đứa con gái của ngài. Rồng ơi, làm ơn đi mà. Tha cho ta đi, tha tội cho ta. Ta còn một đất nước phải trị vì nữa. Người nói sao?
người sẽ làm mọi cách để đền bù cho ta. Đền bù cho ba sinh mạng của ba đứa con gái ta sao? Người sẽ đền bù bằng gì? Tất cả mọi thứ thần có thể đưa được, thần sẽ đưa cho ngài hết. Được lắm, vậy thì mạng đổi mạng. Sao cơ? Mạng đổi mạng? Đúng vậy, mạng của con gái ta là mạng đổi mạng. Sao cơ? Con sẽ phải lấy chồng á? Đúng vậy, ta cần con giúp ta và đất nước của chúng ta. Nhưng hoàng thượng, đây có gấp rút quá không? Con bé vừa chỉ mới qua 18 tuổi, nó vẫn còn nhỏ mà. Chuyện này đột ngột quá, thần thiếp nghĩ là... Nàng đừng nói nữa, 18 tuổi đã là tuổi lấy chồng rồi. Hiện tại chúng ta đang rất cần con bé có thể kết giao được với đất nước của họ. Nếu con bé trở thành vương phi thì điều đó là tốt cho nó chứ sao nữa. Thật sự thì chuyện này quá đột ngột, cho nên là con vẫn không biết là cái điều này có thích hợp không nữa phụ vương ạ. Chị hai lấy chồng, chị hai lấy chồng. Cái con bé này chứ có gì mà hả chứ. Nhưng mà hả phụ vương à, nếu con hả được làm vương phi của đất nước đó thì đất nước của chúng ta sẽ được kết giao với họ, và hả việc khó khăn của đất nước mình sẽ được bên đó giúp đỡ chứ ạ. Con yên tâm, họ đã hứa với ta, chỉ cần gả con gái của ta cho họ, chắc chắn rằng đất nước của chúng ta sẽ có thể hả thoát khỏi những cái nợ nần của quốc gia. Điều này đáng phải suy nghĩ đây. Mình nghĩ là hả mình nên giúp cho đất nước, dù sao thì mình cũng đã 18 tuổi rồi. Bây giờ nếu như hả chỉ cần mình cưới chồng mà hả có thể giúp đất nước thì đức thưa phụ vương, con có thể làm điều đó ạ. Giỏi lắm, con gái của ta. Mèo à, thương con quá đi. Ngươi đừng lo, con sẽ không sao đâu. Bế mẫu ạ. Thôi được rồi, con hãy về ngủ sớm đi. 2 ngày nữa ta cho quân lính chúng ta sẽ đến vương quốc của họ để tham kiến. Dạ vâng, thưa phụ vương và kế mẫu ạ. Trời ơi, tự nhiên cái thành người có chồng rồi. Hi, xin chào các bạn, mình là Mew nè. Chào mừng các bạn đã đến với series mới của mình. Đây chính là series Công Chúa Luyện Rồng nha. Bây giờ á, mình vừa mới qua 18 tuổi, chỉ với sinh nhật ngày hôm trước thôi, mà bây giờ mình đã nhận được tin là mình sẽ có phải cưới một cái vị hoàng tử mà mình không biết mà ở vương quốc láng giềng. Nghe nói hả vương quốc đó rất là giàu, và đức vua của vương quốc đó đang muốn kiếm vợ cho con trai của mình. Nhưng mà mình đã từng nghe đến cái danh hoàng tử của vương quốc đó muốn lấy vợ rất là lâu rồi, sao vẫn chưa có vợ nhỉ? Hay là họ muốn lấy nhiều vợ trời? Mình không có muốn lấy phải một ông chồng hả nhiều vợ đâu. Nhưng mà nếu mà mình không lấy thì như lời vua cha đã nói, vua cha muốn có cái cuộc hôn nhân này để giúp cho đất nước của mình. Hiện tại đất nước của mình đang rất là nghèo và túng thiếu, không có hả nhiều tiền để lo cho người dân. Nếu như cái sự hy sinh này của mình có thể giúp cho đất nước mình thì mình nghĩ là mình nên hy sinh các bạn ơi. Chị hai ơi. Hả? Seraphine, em gọi chị có chuyện gì? Chị hả thích nha, được lấy chồng luôn. Nghe nói chồng tương lai của chị giàu lắm luôn á. Trời ơi, sướng cái gì mà sướng. Chị thích á hả, ở không vui vẻ như vậy hơn, để có thể chơi được với em mỗi ngày nè. Mai mốt lấy chồng rồi làm sao mà chơi được với em nữa. Không sao đâu, em sẽ hả qua thăm chị thường xuyên mà. Với lại hả ngày đám cưới em muốn hả tới làm một hả em gái của cô dâu đẹp nhất. Trời ơi, cái con bé này. Thôi được rồi, thôi tụi mình đi về đi, 2 ngày nữa là tới đám cưới rồi. Trời ơi, lẻ ghê đó. Đi thôi nào em ơi. Không biết vương quốc láng giềng của họ giàu tới mức nào nhỉ. Các khanh bình thân. Lại sắp tới đám cưới của hoàng tử nữa rồi. Cái gì mà lại chứ? Nàng cẩn thận, nếu không thì bại lộ ra hết. Là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp biết lỗi rồi. Không phải là lại, mà là sắp tới đám cưới của hoàng tử rồi.
Hoàng tử, người đã chuẩn bị gì chưa? Dạ thưa mẫu hậu, con hiểu rồi. Tốt lắm, hey, con cứ cố gắng lên đi, đừng có làm mặt mày ủ rũ như thế nữa nhé. Biết rồi hả thưa mẫu hậu. Tốt lắm con trai ta, khoảng 2 ngày nữa vợ sẽ đến, cho nên là con cứ chuẩn bị tinh thần đi. À dạ, con biết rồi. Được rồi, tất cả quân lính và người hầu nghe đây, 2 ngày nữa vương phi tương lai sẽ xuất hiện. Tất cả các người hãy mau mau trang trí cho lâu đài của chúng ta thật là lộng lẫy nghe chưa? Thật là đó thưa bệ hạ. Thì đám cưới này rất quan trọng, không được để sơ suất. Cô gái đó phải là vương phi. Hả? À, đây là đâu vậy? Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây? Trong này có núi lửa sao? Đây là đâu vậy? Mày đã có cái tiếng gì vậy hả? Có cái gì đó sau lưng mình? Cái gì vậy?